Wow, trời bạn Pin đây con có bộ đồ gì đẹp dữ hả? Bạn Pin cá hả? Bơi thử coi, bơi được không? Rồi bây giờ bạn Pin bơi, bạn Kiệt sẽ bỏ bóng vô hồ nha. Trời ơi, trời quá trời bóng luôn. Rồi tiên cá đập đuôi coi. Rồi tiên cá đập đuôi đi. Đập đuôi thử coi bạn Pin. Đập đuôi thử coi. Rồi bơi đi, bơi đi. Bơi. Trời ơi, nàng tiên cá bơi trong banh luôn. Nay mình sẽ cùng bạn Kiệt với bạn Pin chơi trò tắm với banh nha, với nàng tiên cá nha. Rồi nàng tiên cá xịt nước anh Kiệt đi. Trời ơi, sướng ghê chưa? Nước đầy chưa? Rồi bắt đầu cho nước nó đầy rồi bắt đầu lặn nha. Trời ơi nàng tiên cá rớt áo luôn rồi. Rớt áo luôn rồi hả? Rồi rồi cởi ra, rồi cởi cởi ra cho bạn Pin đi bạn Kiệt ơi. Để các bạn ơi, đồ tiên cá mặc khó bơi quá, giờ bạn Pin cởi ra nghe. Rồi phơi lên, phơi lên. Rồi học màu đi, học màu đi. Màu xanh cho nó vẻ cặp hợp luôn. Ừ. Mát không Pin? Màu xanh màu màu bí bồ. Màu xanh lá cây lục là màu đỏ lục là red. Rồi bây giờ mình lấy con bóng ra mình bơm nha. Đây nè các bạn ơi, hôm nay mình có cái bong bóng mà bự khổng lồ luôn nghe. Bong bóng này đã bự bằng cái hồ bơi luôn á. Chưa, để cho anh Kiệt bỏ nước vô rồi con cầm nghe. Rồi mình bơm cho nó bự bằng cái hồ này luôn. Trời ơi, cái bóng bự lắm các bạn ơi. Một hồi nó sẽ bự lên cho chúng ta thấy nghe. Rồi, bấm nhỏ xíu mất tiêu rồi. Rồi, bấm biết lặn coi. Lặn dưới banh luôn, núp xuống luôn. Núp luôn. Núp luôn. Núp khỏi cho banh luôn. Ở cái trong bể nghe, đừng có đạp nghe. Rồi khư ra, khư bóng ra cho nó bự lên. Trời ơi bóng bự quá rồi các bạn ơi. Đem ra giữa đi. Ơi khiêu bóng bóng ra. Khiêu khiêu banh ra đi, khiêu banh ra cho thấy cái bóng đi. Wow, bự quá. Đây các bạn ơi, trời này trời nóng mà tắm cái này là mát lắm nha. Mấy bạn bạn Pin với bạn Kiệt là thích tắm cái này lắm nè. Ngày nào cũng tắm luôn. Tắm bể bơi. Bể bơi cầu vòng. Ủa bạn Pin đâu rồi ta? Wow, núp xuống coi. Trời bạn Kiệt núp mất tiêu rồi hả? Rồi bạn Pin nhảy vô nè. Wow. Ôi trời cái bóng bự quá. Cái chân bãi nha. Trời ơi nó bự bằng nửa cái hồ luôn rồi. Đây các bạn ơi, cái bóng khổng lồ. Màu gì vậy bạn Pin, bóng khổng lồ màu gì? Màu trắng. Gọi là tiếng Anh gọi là gì vậy bạn Kiệt? Hay quá. Đây cái bóng màu trắng nha, tiếng Anh gọi là màu white nha. Hả anh Kiệt nhỏ phải không? Con thích không Pin? Con thích bơi không? À, con bơi thử coi. Rồi, bơi vòng vòng luôn rồi, đạp, đạp mạnh lên. Bự quá rồi. Ôi ôi, bự quá rồi. Trời ơi, bự quá, các bạn ơi, bự hơn bạn Pin rồi. Hơn cái bằng của bạn Pin rồi nha. Trời ơi. Wow, bong bóng này cũng bự quá các bạn ơi. Bơm thử coi coi nó bự tới cỡ nào nha. Trời ơi, nó tưng lên luôn hả? Hay dữ vậy. Quá bự quá các bạn ơi. Trời ơi siêu bự luôn nè. Rồi bây giờ là Linh không nổi luôn á. Bự quá các bạn ơi, lịch sử Linh không nổi luôn đó các bạn. Rồi Pin con hát bài 1 con vịt coi. Một con vịt xẹt ra hai cái cánh. Cáp cáp cáp.
cạp cạp cạp. Nó bị bờ, bị bơm. Lúc lên bờ sao Bin? Dở cái cánh cho khô. Wow, trời ơi, bong bóng bự quá rồi. Bự bằng nửa cái hồ rồi các bạn ơi. Trời ơi, các bạn ơi, bong bóng siêu bự rồi. Wow, trời ơi, bong bóng này nó chưa căng luôn các bạn ơi. Bơm cái này chắc nó bằng cái hồ luôn á. Bong bóng này nó tới 2 mét lận. Rồi, trời ơi, bể rồi. Rồi bơi đi, bơi đi. Mình sẽ lặn với một vòng hồ luôn nha các bạn. Rồi núp xuống coi, núp xuống. Núp xuống. Wow, đã quá các bạn ơi. Cho bác Thành tắm với Bin. Cho Thành tắm gì? Tắm hả? Rồi bay vô nghe. 1, 2, 3, bay vô á. À, trời ơi. Rồi, nhảy lên coi, cho nước văng ra. Wow. Rồi nhảy đi, nhảy đánh xi đi. Tung tung tung. Vậy ganh năm tay đi Bin, ganh năm tay. Ô bật cắn năm xa. Bầm 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 nhảy. Dúng. Tiêu hơn kiệt luôn. Ủa bằng bằng ơi bạn đi. Rồi lấy nước ra, đầy rồi, đầy rồi, đầy rồi. Rồi bơi đi, bơi đi. Các bạn ơi, bóng che hết bằng ngứa mình rồi các bạn ơi. Chào các bạn đi. Hôm nay bằng Bin sẽ hát bài gì đây? Rồi hát đi. Ra băng kiệt, băng hạt, băng kiệt hát trước đi, băng kiệt dạy băng Bin hát đi. Ba thương con, thì con giống mẹ. Hát đi Bin. Thì con giống ba. Cùng thương yêu nhau. Xa là nhất cùng nhau mà cười. Rồi đập nước lên. Rồi đếm thử có bao nhiêu bong bóng. Các bạn, nếu mà mình không phải nhiều không? Đây quá trời bong bóng luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Ê, xin chào bạn Bin, chào bạn Kiệt nha. Đây các bạn ơi, bạn Bin với bạn Kiệt nay có cái máy làm kem nè. Đây một cái máy làm kem. Hôm nay mình sẽ cùng bạn Bin với bạn Kiệt làm kem trái cây nha. Đó, kem đủ màu luôn nè. Đó, có trái chuối nữa. Rồi, hồi mình bỏ rau câu vô luôn. Đây là mấy cái que kem nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái que kem vô nha. Đây là nước làm kem đây. Ngon lắm á. Uống thử nè. Ngon quá.
Của bạn Bin là nước sữa nghe, của bạn Kiệt là nước cam nè. Rồi, rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ bỏ nước cam nha. Rồi bạn Kiệt sẽ bỏ nước cam vô cây kem nha. Rồi mình tới bỏ màu nước khác đi. Nước màu xanh đi. Màu xanh nè. Rồi Bin con bỏ kẹo vô. Rồi Bin bỏ kẹo vô nè. Tôi muốn vô màu sữa. À, con uống sữa nữa hả? Rồi nước màu xanh vô nghe. Rồi ấy bạn Bin bỏ sữa ít thôi, con bỏ ít thôi. Rồi bạn Bin bỏ cây que vô, cây que kem đâu rồi? Đây. Rồi bỏ kẹo vô nghe, bỏ kẹo vô mấy cái kem này đi. Rồi bỏ kẹo vô. Bỏ kẹo vô đi, một hồi nó đông cứng là xong mình chế thêm màu khác vô nghe. Rồi đây nè các bạn ơi, bây giờ trong thời gian chờ cây kem này nó đông lại thì giờ mình lấy màu mình chơi nghe. Các bạn ơi, cái kem nó bắt đầu đông rồi nghe. Bây giờ bạn Kiệt sẽ đổ thêm màu thứ hai vô nghe. Đây, nước làm kem thứ hai vô. Con. Ừ, con đang ăn. Rồi đổ đầy luôn bạn Kiệt ơi. Rồi. Xong rồi, tới ô bên đây nghe. À, đổ màu đỏ đi, màu đỏ nè. Rồi, đổ màu đỏ vô nghe. Ôi, chàng quá. Rồi, mình lấy khăn mình chùi bớt nha. Rồi trong thời gian chờ cái kem nó đông, mình cùng bạn Bin với bạn Kiệt cho thỏ ăn nha. Rồi cho thỏ ăn cái cải nè. Wow, nguyên một bắp cải bự luôn nè, bỏ vô. Rồi bỏ cải vô bạn Bin ơi, nhẹ thôi nha. Rồi ẩm ra ngoài cho nó ăn luôn. Rồi bỏ nhẹ thôi nghe, bỏ nhẹ thôi. Rồi lấy cải cho nó ăn đi. À, các bạn ơi, cái kem bây giờ nó đông lại rồi nghe. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái kem ra nghe. Wow. Ý, trời ơi, đã dữ ta. Wow, một cái kem đã dữ hả? À, chưa, để cho anh Kiệt gỡ ra. Rồi cho bạn Bin cầm cái kem đó đi. Rồi con cầm cái kem bên đây đi Bin. Rồi cầm lên. Rồi anh Kiệt sẽ mở cái kem màu xanh ra nghe. Wow, ngon bạn Bin. Ngon quá hả? Trời, cái kem có kẹo bên trong luôn nè. Trời. Ừ, nguyên một kẹo ở trong luôn hả? Wow, ý, trời ơi, đổ ly nước luôn rồi. Wow, các bạn ơi, một cái kem màu xanh lá cây nữa. Trời ơi, đã dữ hả? Wow, ăn thử coi. Ủa, ngon không? Trời ơi. À, các bạn ơi, cái kem này nãy mình quên bỏ cây vô, giờ cũng bị hư rồi. Rồi, bây giờ ngồi cho bạn Bin với bạn Kiệt ăn thử nha. Ê, các bạn ơi, bây giờ mình làm hai cái kem này xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình làm cái kem màu gì ta? Làm cái kem 7 màu nghe. Bây giờ mình làm thử cái kem 7 màu đi. Rồi, mình làm cái kem 7 màu thôi. Đấy nè các bạn ơi, hai cái kem bắt đầu chín rồi nghe. Đây, cái kem đã chín. Rồi bây giờ gỡ lên nghe. Cái kem này nó ra mùi gì? Quá. Trời ơi. Rồi cho bạn Bin cầm cái kem đó đi. Rồi bạn Kiệt sẽ mở thêm cái kem khác nghe. Quá. Đây, cái kem màu xanh lá cây. Rồi cho Bin ăn thử đi. Ngon không Bin? Quá, ngon lắm hả? Rồi cái kem màu xanh. Wow, trời ơi, cái kem có 3 màu luôn nè, kem cầu vồng luôn nha. Rồi cho bác hành miếng ăn ơi, ngon không? Ngon quá. Ê, các bạn ơi, kem này làm ngon hơn kem ngoài tiệm bán nữa. Rồi vô đi, vô kem, vô. Wow. Rồi hỏi bằng Su, cái bằng Su ăn kem không? Su ăn kem không? Su nó không thèm ăn kem. Đây này các bạn ơi, cái máy làm kem này rất là hay nghe. Mình làm xong rồi hồi mình đi rã cái rã đông ra, tại mình có một lỗ kem bị hư rồi. Còn đây là nước làm kem nè, nước này mình tự pha nghe, mình lấy nước ngọt mình pha với đường á. Mình bỏ đường nhiều vô nó mau đông lắm. Như vậy là video về cái máy làm kem đến đây là hết nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Trời ơi, Bin con chấm nước ngọt con uống luôn hả?